Có những đứa trẻ sinh ra đã không nhận cha mẹ mình hiện tại, chỉ nhận cha mẹ mình trong kiếp trước. Có nhiều trẻ nhỏ khi mới sinh ra đã là thần đồng âm nhạc, văn toán học. Người ta cho rằng đó là do các siêu linh về các lĩnh vực này đầu thai vào. Đầu thai, tái hóa thân, tái hiện thân hay là chuyển kiếp luân hồi là một niềm tin được tìm thấy trong các triết lý tôn giáo lớn của Ấn Độ, bao gồm yoga, Phật giáo, đạo Zen và một số tôn giáo khác. Trong khi nhiều nhà khoa học cho rằng ý niệm về sự đầu thai chỉ là huyền thoại mà thôi, thì có một số chuyên gia hàng đầu lại tin nó là hiện tượng có thật. Chính vì vậy, hãy cùng Taka tìm hiểu 8 người nổi tiếng được đồn đại là đầu thai. Ở vị trí thứ 8 thì đó chính là tiểu Lý Tiểu Long. Đã 45 năm kể từ ngày siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời, thế nhưng sự ảnh hưởng của ông tới nền điện ảnh Trung Quốc và nhiều thế hệ đam mê võ thuật vẫn còn mãi cho đến tận ngày hôm nay. Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter vào ngày 4/8 ghi lại cảnh chú bé 10 tuổi người Nhật Ryoshi Imai thực hiện những động tác múa côn nhị khúc y hệt như huyền thoại Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu. Ryoshi Imai đến từ Nara, Nhật Bản, đã thực sự hòa mình vào nghệ thuật kung phu cũng như cách sống và luyện tập của Bruce Lee. Được biết là Ryoshi Imai có biệt danh là thần đồng võ thuật của Nhật Bản. Chú bé này sinh ra gia đình có truyền thống và từ nhỏ được cha rèn luyện rất là khắc khổ. Mỗi ngày thì Ryoshi Imai phải tập luyện 4 tiếng các bài tập chạy bộ, chống đẩy và những động tác võ thuật như đá cao, đá nhanh và múa côn nhị khúc. Nhờ vào tập luyện chăm chỉ nên dù còn nhỏ mà thôi, nhưng thân hình của cậu đã cơ bắp quần quận rồi. Năm 2015, cha của Ryoshi Imai đã đăng lên mạng xã hội nhiều video biểu diễn võ thuật của con trai và thu hút đến hơn 10 triệu lượt xem. Từ đó thì Ryoshi Imai trở thành một hiện tượng mạng và được mời đóng nhiều phim điện ảnh võ thuật. Mọi người đã yêu mến, gọi cậu bé là truyền nhân của Lý Tiểu Long. Không biết là Lý Tiểu Long có phải đầu thai hay không, nhưng mình thấy dường như cậu bé này quá là khắc khổ rồi. Từ bé tí xíu mà thôi đã bị cha mình bắt tập luyện rồi chống đẩy rồi côn nhị khúc các thứ. Cũng rất vất vả đúng không nào? Và chưa chắc là đã phải Lý Tiểu Long đầu thai trường hợp này đâu nhá. Bảy, Travolta du hành thời gian. Một sự thực mà không phải ai cũng biết rằng những người nổi tiếng có thể du hành vượt thời gian. Anh em không tin phải không nào? John Joseph Travolta sinh ngày 18 tháng 2 năm 1954 là một nam diễn viên, vũ công và ca sĩ người Mỹ. Travolta lần tiên được biết đến khi xuất hiện trong series truyền hình Welcome Back, Carter và hai phim thành công Saturday Night Fever và Greaser. Nam tài tử John Travolta với gần 40 năm đóng phim có nhiều điểm trên gương mặt giống hệt với người đàn ông không rõ danh tính từ những năm 1860, đặc biệt là cái chiếc cằm trẻ đôi. Đây có phải là John Travolta hay không? Chúng ta thực sự không thấy bất kỳ sự khác biệt gì giữa họ. Sáu, Conan Christopher O'Brien và Masahave Chichel. Conan Christopher O'Brien sinh ngày 18 tháng 4 năm 1963 là một người dẫn chương trình, hai kịch gia và nhà sản xuất truyền hình người Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất với việc dẫn chương trình nói chuyện đêm khuya. Từ năm 2010, O'Brien bắt đầu dẫn chương trình nói chuyện đêm khuya mang tên mình ở trên hệ thống truyền hình cáp. O'Brien được sinh ra tại Brooklyn, Massachusetts trong một gia đình công giáo Iceland. Ông từng là chủ tịch của tờ báo The Harvard Lampoon khi vẫn còn đang học tại Harvard và cũng từng là người viết cho chương trình hài phác họa Not Necessarily The New. Trong khi đó, Masahave Chichel sinh ngày 29 tháng 2 năm 1840, mất vào ngày 21 tháng 8 năm 1905, là một quân nhân của quân đội liên minh đến từ Vermont. Ông đã trở thành một nhân vật chính trị nổi bật trong công cuộc tái thiết sau chiến tranh của Louisiana. Hai con người mà tưởng chừng như không có một chút mối liên hệ nào lại giống nhau đến bất ngờ. Đây liệu chỉ là sự tình cờ hay còn có những bí ẩn nào đằng sau đó? 5. Macaulay Putin. Anh em không hề nghe nhầm một chút nào, là Macaulay Putin, sự kết hợp giữa Macaulay Culkin và Vladimir Putin. Thật bất ngờ là Macaulay Culkin, ngôi sao của Home Alone, trông giống hết như Vladimir Putin vào thời trẻ. Macaulay Culkin sinh ra và lớn lên gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 4 tuổi thì cậu nhận vai đầu tiên trong vở kịch Bad Baby và bắt đầu ghi dấu tên tuổi bằng hàng loạt vai diễn lớn nhỏ trong suốt thời niên thiếu. Trong đó thì thành công nhất vẫn là vai diễn cậu bé lém lỉnh Kevin McAllister trong loạt phim Ở Nhà Một Mình vào năm 1990. Sau bộ phim thì Culkin vụt sáng để trở thành ấn tượng của hàng triệu trẻ em trên thế giới.
11 tuổi, cậu là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá mà các diễn viên đàn anh mơ ước, phần đầu trong suốt sự nghiệp. Thành công sớm sự nghiệp cho Macaulay Culkin tất cả những gì cậu cần, trừ một gia đình hạnh phúc và những định hướng chín chắn của cuộc sống tương lai. Hình ảnh nghiện ngập rồi bệ ra của Macaulay Culkin sau những biến cố cuộc sống đã hoàn toàn hủy hoại ký ức về một cậu bé lém lỉnh, đáng yêu tuổi nào trong Ở Nhà Một Mình. Trong khi đó, Vladimir Putin là nhà lãnh đạo Nga giành được sự ủng hộ lớn nhất người dân kể từ sau sự tan rã của Liên Xô. Ông là cựu thủ tướng của Liên bang Nga, là tổng thống thứ hai của Nga từ mùng 7 tháng 5 năm 2000 cho đến mùng 7 tháng 5 năm 2008, là tổng thống thứ tư của Nga từ mùng 7 tháng 5 năm 2012. Năm 2018, Putin đã giành được 77% phiếu bầu tổng thống vào kỳ bầu cử đầu tháng 3 vào năm 2018 và tiếp tục làm tổng thống Nga nhiệm kỳ 6 năm, sẽ kết thúc vào năm 2024. Vẫn là hai nhân vật tượng trưng như chẳng có mối quan hệ gì nhưng lại giống nhau một cách khó hiểu, đúng không nào? Bốn, Alexia Mader, phiên bản tuổi 17 của Jennifer Lawrence. Năm 2017, một người mẫu 17 tuổi tên là Alexia Mader đã trở nên nổi tiếng theo một cách khá độc đáo. Rõ ràng, cô ấy trông giống nữ diễn viên Jennifer Lawrence một cách đáng sợ. Alexia Mader hiện đang sống tại Ponte Vedra, bang Florida của Mỹ. Đã từng nghĩ rằng sự giống nhau giữa cô và ngôi sao Jennifer chỉ là những lời nói đùa từ mọi người xung quanh, cho đến khi cô gặp phải quá nhiều những ý kiến kiểu như vậy. Cô gái 17 tuổi Alexia nói rằng cô luôn bị mọi người lầm tưởng cô là ngôi sao Jennifer Lawrence khi lần đầu gặp mặt. Thậm chí là có người đã xin chữ ký của cô vì lầm tưởng cô là một ngôi sao thực sự. Alexia hiện đang là một người mẫu tự do và cô đã gần như thu hút được sự chú ý từ mọi người trong 2 năm đầu tại trường trung học bởi vì ngoại hình thì rất là giống với Jennifer Lawrence. Mặc dù có một ngoại hình với nhiều nét tương đồng với Jennifer và được mọi người chú ý nhiều hơn vì lý do này, nhưng mà Alexia không phải một fan hâm mộ của Jennifer. Rất là kỳ quặc và vui vẻ đúng không nào? Ở vị trí thứ 3 trong video ngày hôm nay thì đó chính là câu chuyện về luân hồi hoàng gia. Hoàng tử George thì sinh vào năm 2013, là con trai cả của hoàng tử William và công đường kết. Cậu bé này hiện đang đứng thứ 3 danh sách những người kế vị từ hoàng gia Anh, chỉ sau cha và chính ông nội của mình. George được biết đến như một trong những nhóc tì hoàng gia nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, bức chân dung mừng sinh nhật lần thứ 5 của hoàng tử George cho thấy cậu bé có điệu cười giống bà nội của mình trong bức ảnh chụp vào năm 1996. Sharon Brassard, một nhà ngoại cảm tự xưng, đã cho rằng hoàng tử George là hóa thân của người bà yêu quý. Không chỉ bởi sự giống nhau giữa công nương quá cố và con trai cả của William, mà còn vì sở thích và tài năng tương đồng của họ. Hoàng tử William thì đã từng nói báo chí rằng con trai lớn của anh cũng rất là thích khiêu vũ, giống như người mẹ quá cố của anh vậy. Hai, Mata Hari the Materialgirl. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1983, một nữ ca sĩ trẻ có nghệ danh là Madonna đã ra album đầu tay mang tên chính mình và chính thức gia nhập vào làng nhạc thế giới. Để rồi thế này nhá, Madonna kỳ cựu ở tuổi 54 vẫn đang rất là sung sức khi lưu diễn và kiếm tiền ngang ngửa với những ngôi sao đàn em, đàn cháu đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong suốt cái sự nghiệp của mình, Madonna đã xây dựng nên một di sản to lớn cả về âm nhạc, phong cách, thời trang và cả tư tưởng nữa. Tầm ảnh hưởng của bà được các chuyên gia văn hóa và xã hội học so sánh với sức hút của The Beatles, Elvis Presley hay là Michael Jackson. Những huyền thoại âm nhạc đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong nền văn hóa đại chúng Mỹ qua suốt nhiều thế hệ. Đặc biệt, khi mà bạn nhắc đến Madonna, người ta sẽ nhớ ngay một biểu tượng nữ quyền, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ không ngừng nghỉ suốt hơn 3 thập kỷ qua. Ngoài ra thì người ta cho rằng nữ gián điệp Mata Hari là tiền kiếp của Madonna. Sinh vào năm 1876 ở Hà Lan, Mata Hari tên thật là Margareta Gertruda Zele. Chưa giờ trong lịch sử tình báo thế giới lại có một nữ điệp viên hai mang với xuất thân là một vũ nữ thoát y. Điều này thì đã khiến cuộc đời của Mata Hari như một bản nhạc thăng trầm, xa hoa và hưởng thụ khi ở trên đỉnh cao, để rồi kết thúc với một viên đạn nơi pháp trường lạnh lẽo. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là sự tái sinh của những nghệ sĩ tài năng. Alanis Morissette có phải là hóa thân của Sergei Prokofiev? Các nghệ sĩ tài năng trên thực tế có phải là sự tái sinh của cùng một linh hồn? Sergei Prokofiev sinh vào ngày 23 tháng 4 năm 1891
ở Solsovka, Ukraine và mất vào ngày 5 tháng 3 năm 1953 ở Moscow. Ông được xem như Bodkin trong âm nhạc, một trong ba cái đại thụ của nền âm nhạc Xô Viết, cùng với Shostakovich và Aram Khachaturian. Trong đó thì ông là người lớn tuổi nhất, là cầu nối trực tiếp của âm nhạc hiện đại phương Tây với nền văn hóa nghệ thuật Xô Viết non trẻ. Ông đã sáng tác không ngừng nghỉ với niềm hăng say. Những nỗ lực bền bỉ của ông làm nên nét đặc trưng trong các sáng tác cho piano, luôn phong phú đầy tính động lực và ngôn ngữ cách tân không ngừng. Luôn theo đuổi nghệ thuật một cách chân chính, không màu mè hoa lá cành, không dùng chiêu đánh bóng ngoại hình, không tạo scandal, mà chinh phục người nghe bằng giọng hát thật sự. Nên dù có thời gian vắng bóng trên sân khấu, Alanis Morissette thì vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người yêu nhạc. Nếu như người Anh tự hào của Adele, thì người Canada cũng có Alanis để so sánh. Hai ca sĩ này có một điểm chung là dùng chính âm nhạc để chinh phục trái tim người nghe. Chớ trêu thay, nữ ca sĩ lại có một người anh em sinh đôi, Gwet Imre Morissette. Anh ta trông không giống chị gái mình, cũng như Prokofiev, nhưng lại có một nét giống với người vợ thứ hai của Prokofiev, Mira. Có nghĩa là người nghệ sĩ đàn cha chú bên Xô Viết kia là ông Prokofiev ấy, với cô nàng Morissette này cũng giống hệt nhau. Và thêm vào đó là người anh trai lại cũng giống hệt với người vợ quá cố của vị nhạc sĩ Prokofiev kia. Chả lẽ lại thế gian lại có những cái điều mà nó trùng hợp đến như vậy. Rất là khó tin đúng không nào? Và video ngày hôm nay thì đến đây cũng hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích nhá. Và subscribe Taka Channel ngay tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.